giá xăng tăng lên rất là nhiều nè, rồi tình trạng lạm phát, tình trạng những cái vật dụng hàng ngày của mình tăng lên và stock thì giảm rất là nhiều. Đó là ba cái vấn đề mà được rất là nhiều người quan tâm, và mỗi khi mà khách hàng lại văn phòng An để mà khai thuế thì cái câu chuyện chỉ xoay quanh ba cái vấn đề đó thôi. Thứ nhất là xăng, thứ hai là giá cả vật chất leo thang, và tình trạng stock là nó rớt giá rất là nhiều trong cái khoảng thời gian gần đây. Ba cái vấn đề này tưởng chừng là không liên quan gì hết với nhau, nhưng mà nó lại có liên quan mật thiết với nhau. Thứ nhất á, là các bạn cũng biết á, là giá xăng dầu kể từ khi mà Tổng thống Joe Biden lên là nó đã tăng hơn rất là nhiều so với lại cái khoảng thời gian trước. Cái lý do đó là Tổng thống Joe Biden cũng như là đảng Dân Chủ đó thì người ta ủng hộ green energy, tức là năng lượng xanh, những cái xe mà chạy bằng điện, hạn chế những cái xe chạy bằng xăng dầu. Thành ra đó là Tổng thống Joe Biden đã cho dừng cái đường ống dẫn dầu ở bên Texas. Thì từ trước tới giờ, trong khoảng một năm Tổng thống Joe Biden lên là giá xăng nó đã tăng lên rất là nhiều rồi. Nhưng mà đặc biệt sau khi chiến tranh giữa Ukraine và Nga thì cái giá xăng nó còn tăng lên đột biến hơn nữa. Và cái giá xăng á, là em nói thiệt với mọi người là em cảm thấy là nó tăng lên mỗi một ngày, mỗi một tuần, mỗi một ngày. Ví dụ như là An đi, An là hiện nay An đang ở San Jose, là An ở Bắc California. Vào ngày thứ hai tuần vừa rồi khi mà An đi đổ xăng, giá xăng ở Costco đó còn là 4 đồng 9. Thì tới ngày thứ tư bạn An á, nó đi đổ xăng nó đã kêu là giá xăng hiện nay ở Costco cái xăng rẻ nhất luôn á đã là 5 đồng 3 rồi. Và ở những cái khu vực mà đông dân cư á thì mỗi lần mà đi đổ xăng là cái hàng dài, xe xếp hàng ở trong Costco nó xếp hàng rất là dài, mình phải đợi cỡ khoảng từ 20 tới 30 phút để mà mình vô đổ xăng. Cái lý do là cái giá xăng nó đã tăng lên quá là nhiều, và Costco là một trong số những cái lựa chọn của đại đa số người dân, vì đổ xăng ở Costco giúp mình tiết kiệm được mười mấy đồng cho một ga lông. Trong khi đó giá xăng ở bên ngoài những cái cây xăng mà quanh khu vực nhà An ở á, là đã có những cái cây xăng An thấy là cái xăng á, nó tăng lên cái loại xăng rẻ nhất á, đã là 6 đồng mốt rồi, cái loại xăng mắc nhất là nó cũng 6 đồng 7. Đó là cái giá xăng ở khu vực mà An ở. Thì xăng á, là một trong số những cái mà nhiên liệu để mà vận chuyển, để mà chuyên chở hàng hóa. Thì khi mà cái giá xăng nó tăng lên đột biến như vậy á, dẫn tới cái chi phí về hàng hóa nó cũng tăng lên rất là nhiều, và những cái vật dụng hàng ngày của mình thôi nha, em nói ví dụ như là gạo nè, đường nè, nước mắm, nước tương là mình cũng đã thấy nó tăng hơn so với lại cái khoảng thời gian trước. Và cái giá cả thì em cũng chia sẻ rất là nhiều rồi, ai mà ở San Jose là sẽ hiểu em. Đi ra ngoài đường uống một ly trà sữa thôi là bây giờ là 7 đồng, ăn một đĩa cơm sườn đặc biệt thôi đó, thuế ship này vô kia vô là cũng trên 20 đồng một đĩa cơm sườn, uống thêm ly trà sữa thì một bữa ăn á, là cũng phải vị chi là 30 đồng. Mà cái giá cả chi phí nó tăng lên như vậy á, cộng với lại tình hình chiến tranh ở bên Ukraine và Nga nữa, thành ra tâm lý của những cái người đầu tư hiện nay là một cái tâm lý rất là sợ hãi. Tại vì người ta thấy chiến tranh, người ta thấy giá cả vật chất leo thang thì người ta không có một cái niềm tin là thị trường stock market cũng như là nền kinh tế nó sẽ đi lên trong cái khoảng thời gian gần. Tại vì các bạn, các anh chị cũng biết đó, là khi mà cái giá cả nó tăng lên như vậy á, thì những cái người dân khi mà cái income của người ta, cái mức lương của người ta không có tăng kịp lên bằng cái giá cả, bắt buộc á, là người ta phải giảm những cái chi tiêu xuống. Và cái đầu tiên mà người ta giảm những cái chi tiêu xuống đó sẽ là những cái chi tiêu mà không cần thiết. Ví dụ như là hồi trước, ví dụ như một tuần mình uống trà sữa 3 lần, 4 lần thì bây giờ cái chi phí uống trà sữa nó cũng phải cắt lại. Rồi đi ra ngoài, hồi trước là nguyên gia đình một tuần ra ngoài ăn, hay là ai mà single thì đi ra ngoài ăn nhiều, bây giờ cũng mua đồ về nhà ăn, không có đi ra ngoài ăn nữa để tiết kiệm cái chi phí. Và về mặt kinh tế đó thì cái chi tiêu của người này nó sẽ là một cái thu nhập của cái người kia.
khi một người mà bị giảm chi tiêu á, thì sẽ có một chuỗi ảnh hưởng. Ví dụ như á, là một người người ta quyết định là người ta không có đi uống trà sữa nữa, người ta không có đi làm nail, người ta hạn chế cắt tóc, người ta tự làm nail ở nhà đi, thì cái income của những người mà làm về những cái ngành thẩm mỹ người ta cũng sẽ bị giảm. Và khi income của các anh chị, các cô chú làm thẩm mỹ, làm nail nó bị giảm xuống thì dẫn tới á, là anh chị cũng xài ít hơn. Và khi mà mình xài ít hơn á, thì nó sẽ đi theo một chuỗi, thì cái kinh tế nó khó để mà nó quay trở lại giống thời gian trước ở trong một cái khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên là khi mà thị trường stock market đó nó đi xuống rồi, cái market nó, cái kinh tế nó đi xuống thì cũng sẽ có lúc nó đi lên lại. Quan trọng á, là mình có sống sót qua được cái thời gian mà kinh tế nó đi xuống hay không, và mình có biết khi nào là cái đáy để mà mình mua vô những cái này, hay là mình càng mua, mình sẽ thấy mình càng lỗ và lỗ tới mức mà mình cảm thấy chán nản và mình phải bán ra những cái cổ phiếu của mình. Đó là một cái câu hỏi mà không có ai biết được. Đó thì An không phải là một cái chuyên gia kinh tế, nhưng mà An muốn chia sẻ với các bạn, các anh chị, các cô chú cái tình hình hiện nay cũng như là những cái mà An biết, để cho các bạn, các anh chị, các cô chú mình có thêm một cái góc nhìn để mà mình tính toán được cái chi tiêu, cái thu nhập của gia đình mình trong cái khoảng thời gian sắp tới đây. Tại vì trong cái khoảng thời gian sắp tới đây, cái tình hình chiến tranh giữa Nga và Ukraine chưa chắc là nó sẽ xong một ngày một, ngày hai. Bên cạnh Nga và Ukraine hiện nay á, còn có thêm một cái cuộc chiến tranh đang âm thầm diễn ra, đó là chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc. Thì An đã từng qua Đài Loan rồi, thì Đài Loan nó là một cái đảo, Trung Quốc á, thì kêu là Đài Loan thuộc về Trung Quốc giống như Hồng Kông vậy đó. Nhưng mà bản thân Đài Loan á, người ta có một cái chính phủ riêng, người ta có một cái chính quyền riêng, và người ta có một cái quân đội riêng, và người ta kêu á, là người ta là một cái quốc gia độc lập hoàn toàn với lại Trung Quốc. Nếu như mà ai mà ở Mỹ á, các bạn khi mà gặp một cái người Đài Loan á, người ta sẽ không chịu người ta là người Đài Loan, mà người ta kêu là người ta là Taiwanese, tức là người em xin lỗi, người Đài Loan người ta không chịu là người ta là Trung Quốc, mà người ta nói người ta là Taiwanese, tức là người ta là người Đài Loan chứ người ta không phải là người Trung Quốc. Và nếu mà các bạn kêu những cái người Đài Loan là người Trung Quốc, người ta sẽ thể hiện ra cái thái độ rất là khó chịu, người ta khẳng định với các bạn là người ta là Taiwanese chứ không phải là Chinese đó. Thì hồi trước á, khi mà còn thời tổng thống Donald Trump á, thì tổng thống Trump á, là support Đài Loan, và mỗi lần mà Trung Quốc có những cái hành động ở trên Biển Đông với Đài Loan á, thì Mỹ có những cái cuộc tập trận này kia để mà support Đài Loan. Nhưng mà hiện nay á, thì nước Mỹ có quá nhiều những cái để mà lo, ví dụ như tình hình trong nước nè, rồi chiến tranh Ukraine vân vân. Thì sau khi mà Nga đã đánh được Ukraine rồi, mà Trung Quốc người ta thấy đánh như vậy đó, thì rất là nhiều nhà chuyên viên, rất là nhiều nhà kinh tế và chính trị thì người ta kêu là rất có thể rất là sớm sau này á, trong một khoảng thời gian rất là gần, sẽ có thêm một cái cuộc chiến tranh nữa ngoài Nga và Ukraine ra, là chiến tranh giữa Đài Loan và bên Trung Quốc đó. Và Đài Loan là một trong số những cái quốc gia mà sản xuất những cái con chip, ví dụ như chip trong iPhone nè, chip trong những cái máy MacBook nè, chip cho những cái xe hơi đứng đầu ở trên toàn thế giới. Thì nếu mà có chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc diễn ra nữa đó, thì hiện nay cái tình trạng thiếu chip nó đã đang rất là trầm trọng rồi, mà Trung Quốc còn chiếm được, ví dụ như là còn đánh Đài Loan mà có chiến tranh giữa Đài Loan và Trung Quốc, hay là Trung Quốc còn chiếm được Đài Loan nữa đó, thì cái tình trạng mà thiếu chip nó còn sẽ thiếu nghiêm trọng hơn nữa ở trên toàn thế giới. Và hiện nay á, là những cái xe hơi của Mỹ lên giá rất là nhiều, ai cũng kêu là thiếu chip đó. Thì trong thời gian sắp tới, nếu mà có chiến tranh giữa Nga, giữa Trung Quốc và Đài Loan, thì cái tình trạng này nó còn diễn ra phức tạp hơn nữa. Đó đó là một trong những cái mà em muốn chia sẻ với lại các bạn, các anh chị, các cô chú một chút xíu về tình hình chính trị, tình hình kinh tế, để cho mọi người mình có những cái biết thêm về tình hình hiện nay là như thế nào, để mà coi coi là
những cái bước tiếp theo mình nên làm gì, mình nên giữ tiền giống như là cash là king, hay là mình lo kiếm tiền để mà mình mua stock, mua real estate vô những cái thời điểm dip vân vân. Mỗi một người sẽ có những cái suy nghĩ riêng của bản thân của mình, thì đây là cái góc nhìn và cái góc chia sẻ của An thôi. Hy vọng á là An sẽ nhận được cái góc nhìn và cái sự chia sẻ từ các bạn, các anh chị, các cô chú cho An, để mà An và các bạn cùng học hỏi để mà mình biết nhiều hơn. Và cái thông tin cuối cùng mà An muốn chia sẻ trong cái video ngày hôm nay đó là hiện nay khi mà giá xăng nó tăng lên nhiều như vậy á, thì những cái công ty xăng dầu người ta làm ăn rất là lời trong cái khoảng thời gian gần đây, thì dẫn tới á, là có những cái nhà lập pháp bên đảng Dân Chủ ở trên cả Thượng viện và Hạ viện người ta đưa ra một cái gói hỗ trợ. Và trong cái gói hỗ trợ này á, thì người ta kêu là người ta sẽ đánh thuế những cái công ty xăng dầu này, và cái tiền đánh thuế này á, thì sẽ dùng để mà trả cho những người dân Mỹ, thì cứ một cái quarter, tức là cứ 3 tháng thì người dân của Mỹ sẽ nhận được một cái stimulus check, và cái stimulus check này á, được phân, tức là được lấy tiền ra từ cái tiền thuế của những cái công ty mà xăng dầu đã kiếm được rất là nhiều tiền lời từ sau khi mà một năm trở lại đây. Thì cái này chỉ mới được đưa ra thôi, còn có được thông qua hay không á, thì mình phải coi trong thời gian sắp tới. Nhưng mà nếu mà có cái thông tin gì mới hơn, An sẽ chia sẻ cho các bạn, các anh chị, các cô chú mình biết nha. Và nếu mà ai cần tìm những cái chương trình đầu tư, những cái chương trình ví dụ như là mở những cái IRA để giúp mình tiết kiệm tiền về thuế và có cái tiền lời cho mình sau này khi mà mình về hưu, mình có tiền mình xài, hoặc là bây giờ chiến tranh diễn ra, rất là nhiều chuyện diễn ra, mình không biết được tương lai của mình như thế nào. Sau này lỡ giống như là bây giờ hai vợ chồng cùng đi làm, lỡ một người có chuyện gì xảy ra thì người còn lại sẽ gặp vấn đề về kinh tế vân vân, thì muốn tìm những cái chương trình để mà giúp mình bảo vệ tài chánh của gia đình mình, bảo vệ nợ nhà, bảo vệ những cái đứa con khi mà mình không còn ở đây nữa, hay là những cái chương trình tiết kiệm tiền để mà con mình sau này á, nó có tiền đi học đại học, thì cứ liên lạc với An qua số phone là 408-855-8 em xin lỗi 408-661-7689, 408-661-7689 nha, 408-661-7689. Cảm ơn các bạn, các anh chị, các cô chú rất là nhiều, rất 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 là nhiều luôn, vì luôn yêu thương An, luôn luôn coi những cái video của An và ủng hộ An trong suốt những cái thời gian vừa qua, cũng như là những cái dịch vụ về e của An làm về thuế, về bảo hiểm, hay là những cái chương trình IRA từ tất cả những cái tiểu bang ở trên khắp nước Mỹ, chứ không chỉ riêng Cali, ở Texas, ở Alabama, ở Connecticut, ở Seattle, ở New York, ở Florida, ở Hawaii cũng gọi cho An. Bây giờ An cảm ơn mọi người rất là nhiều, không có một cái lời nào để mà có thể diễn tả sự cảm ơn của An với mọi người đồ. Thì chúc các bạn, các anh chị, các cô chú là luôn luôn vui vẻ, luôn luôn nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình nha. Bye bye bye.